Sau đây là động cơ điều tốc, chỉnh tốc độ, giảm tốc 1,1 kW. Loại chân đế, chúng ta có các khoảng chỉnh tốc độ như sau. Loại thông dụng nhất là từ 30 vòng cho tới 150 vòng trên phút. Ngoài ra thì còn có những tốc độ như sau: 96 tới 20 vòng, 63 tới 13 vòng, 46 tới 9 vòng, 37 cho tới 7 vòng. Thế thì với loại chỉnh tốc độ như sau thì chúng ta sẽ vặn tốc độ mong muốn ở cái lúm này. Muốn nhanh lên hay muốn chậm hơn thì chúng ta dừng ở đây. Rồi. Thế thì đây là các cái chỗ mà để cho dầu vào này. Nút thăm dầu này, chỗ cho dầu nhớt vào này. Thế sau đây chúng ta sẽ bàn tới một số kích thước mà anh chị hay quan tâm nha. Thì tổng dài ở đây nó là 660 mm, đường kính trục 30 mm, bản rộng đánh ca vét 8, lỗ chân đế 51 mm. Anh chị cần thêm thông tin xin liên hệ số điện thoại 98 460 1144. Nếu mà cần là mặt bích thì lắp cái này. Ngoài ra thì thay vì cái motor 3 pha này mà muốn lấy motor 1 pha thì cũng được nhé. Thì sẽ là điện áp 220V.